Nhà hàng tiệc cưới Trung Tình, tọa lạc tại đường D9, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Thừa hưởng một không gian thoáng đãng với vị trí giao thông thuận lợi, với thiết kế kiến trúc và nội thất sang trọng, rộng rãi nhưng ấm cúng, nhà hàng tiệc cưới Trung Tình có thể tiếp đãi hơn 500 thực khách cùng một lúc. Nhà hàng tiệc cưới Trung Tình sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các buổi tiệc hội nghị, tiệc liên hoan, cưới hỏi, sinh nhật, vân vân. Với cách tổ chức tiệc chuyên nghiệp và nhiều phong cách ẩm thực đa dạng, nhà hàng tiệc cưới Trung Tình sẽ mang lại mọi thuận tiện và thoải mái cho mọi bữa tiệc của bạn. Đến với nhà hàng tiệc cưới Trung Tình, quý khách sẽ được trải nghiệm với một phong cách tổ chức tiệc cưới hoàn toàn mới, với chuẩn mực phục vụ tốt nhất và sang trọng nhất. Chúng tôi cam kết mang đến một buổi tiệc ý nghĩa, mang đậm một phong cách riêng của bạn. Với tông màu sắc yêu thích, phong cách ẩm thực, cách bày trí hoa và cổng hoa vân vân, tất cả đều được trau chuốt tới từng chi tiết. Chúng tôi luôn tin rằng một buổi tiệc của bạn là một món quà đặc biệt như chính bạn. Hãy để cho chúng tôi thực hiện giấc mơ của bạn trở thành hiện thực và duy nhất. Đây sẽ là nơi khắc ghi kỷ niệm quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Nhà hàng tiệc cưới Trung Tình xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến những khách hàng đã tin cậy và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Nhà hàng tiệc cưới Trung Tình, nơi hạnh phúc thăng hoa.